Ngày 14 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1998, ngụ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, về tội giết người và cướp tài sản. Do bị hạn chế năng lực, lại gây án khi chưa đủ 18 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huyền 6 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội cướp tài sản. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Phương, sinh năm 1997, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bạn trai và là đồng phạm của Huyền, 14 năm tù cho 2 tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài nên ngày 26 tháng 11 năm 2014, Phương rủ bạn gái là Phạm Thị Ngọc Huyền đi tìm tài xế taxi để giết người, cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Phương lấy dao giấu trong áo khoác rồi cùng Huyền đến khu vực tượng đài chiến thắng thành phố Đồng Xoài đón xe taxi của hãng Mai Linh, do tài xế Đỗ Lưu điều khiển. Phương yêu cầu anh Lưu chờ về nhà để chờ cơ hội ra tay. Tuy nhiên, do ở đó đông người nên Phương và Huyền không hành động được. Phương lại yêu cầu anh Lưu chờ về khu vực Nghĩa trang Nhân dân. Tại đây, Phương kêu anh Lưu dừng xe và giả vờ gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả. Lợi dụng lúc tài xế taxi cúi người lau bụi trong xe, Phương vùng dao chém trúng đỉnh đầu phải anh Lưu, rất may nạn, nhân chạy thoát về phía nhà dân. Anh Lưu nhanh chóng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước kịp thời nên may mắn sống sót. Thanh Bình khẳng định ly hôn Ngọc Lan không phải do người thứ ba. Sau khi diễn viên Ngọc Lan xác nhận cô và chồng là diễn viên Thanh Bình đã ly hôn, ngày 14 tháng 11, diễn viên Thanh Bình cũng chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, Thanh Bình viết, xin chào tất cả, giờ tây tớt trên cũng đã nói đầy đủ ý của hai đứa, nhưng mình xin phép nói thêm chút ý thế này. Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ ba nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan. Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là người cùng nhau chung tay dạy dỗ, nuôi nấng Lâu Ít. Bình rất mong muốn ồn ào này kết thúc sau những công bố của chúng tôi, xin lỗi tất cả về sự ồn ào này. Trước đó, trên mạng lan truyền bức hình Thanh Bình ngồi bên một cô gái lạ và nắm tay nhau tình cảm, dấy lên nhiều nghi vấn về người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân. Về phần diễn viên Ngọc Lan, cô chia sẻ, Lan và Bình đến với nhau bằng con tim yêu thương và giờ cũng tự rời xa nhau chứ không hề có một ai tác động, chia rẽ cả. Hà Nội ra công văn hỏa tốc về xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng. Nội dung công văn nêu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa nhận được văn bản của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Nội vụ tổng hợp, rà soát tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 11. Trước đó, mùng 5 tháng 11, Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyển dụng đặc biệt đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 về trước. Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên, biên chế giáo viên, chưa sử dụng, để quyết định việc tuyển dụng đặc cách với nhóm đối tượng này. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Những giáo viên có thời gian hợp đồng dưới 5 năm không được xem xét theo quy định này.